Tiểu sử ông Nguyễn Xuân Phúc. Cuộc sống bây giờ ra sao của ông Nguyễn Xuân Phúc sau khi từ chức Chủ tịch nước? Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại Quảng Nam. Ông là một nhà chính trị gia người Việt Nam. Ông nguyên là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, nguyên là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, 13, 14 và 15. Ông từng giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam. Ông cũng đảm nhiệm ghế Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN nhiệm kỳ 2020. Ông Nguyễn Xuân Phúc được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1983. Ngày 18 tháng 1 năm 2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Trước đó, ngày 17 tháng 1 năm 2023, Trung ương đã chấp thuận cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng của cá nhân. Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước có nhiệm kỳ ngắn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954, quê quán tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ông được gọi theo thông lệ miền Nam là Bảy, do ông được sinh ra là người con thứ bảy trong gia đình. Cha của ông là ông Nguyễn Văn Hiển, sinh năm 1918, hiện đang sinh sống tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Từng hoạt động cho chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước năm 1954. Sau đó, ông tập kết ra Bắc theo Hiệp định Geneva. Mẹ của ông và các anh chị của ông ở lại quê nhà. Thuở nhỏ, ông Nguyễn Xuân Phúc học tại trường làng. Mẹ và các anh chị của ông hoạt động bí mật cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Một chị gái của ông đã bị quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa giết chết sau một trận đánh năm 1965. Năm 1966, mẹ của ông cũng bị giết. Ông sống cùng với người chị gái tại quê nhà một thời gian. Sau đó, ông được những người đồng chí của cha mẹ bí mật đưa ra Bắc và học theo chế độ của học sinh miền Nam vào năm 1967. Ông Nguyễn Xuân Phúc hiện tại đang sinh sống tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Và khi làm việc tại Hà Nội thì ông cư trú tại nhà công vụ số 11, chùa Một Cột, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Phúc theo học phổ thông cơ sở tại quê nhà ở Quảng Nam, Đà Nẵng giai đoạn những năm 1966 đến năm 1968. Ông lên chiến khu cách mạng và được Đảng đưa ra miền Bắc để đào tạo. Ông theo học phổ thông, đồng thời là bí thư đoàn trường cấp 3 những năm 1968-1972 và tốt nghiệp giáo dục phổ thông 10 trên 10 năm 1972. Từ năm 1973, ông Nguyễn Xuân Phúc ra thủ đô Hà Nội theo học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và tham gia hoạt động trong phong trào đoàn thanh niên. Ông từng làm bí thư chi đoàn. Đến năm 1978, ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội với chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn trình độ B, Nga văn trình độ B. Những năm 1990, ông theo học ngành quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia. Đến năm 1996, ông được cử theo học ngành quản lý kinh tế tại trường Đại học Quốc gia Singapore. Ngày 12 tháng 5 năm 1982, ông Nguyễn Xuân Phúc được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1978, ông Nguyễn Xuân Phúc trở về quê nhà và được nhận vào làm việc tại tỉnh nhà, lúc bấy giờ là tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1980 đến năm 1993, ông lần lượt công tác với các chức vụ là cán bộ Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, là chuyên viên Phó Văn phòng, rồi Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng.
Sau đó, ông được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy cơ quan, đảng ủy viên đảng ủy khối dân chính Quảng Nam Đà Nẵng khóa 1, khóa 2, chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Quảng Nam Đà Nẵng. Năm 1993, ông được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Du lịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Từ năm 1993 đến năm 1996, ông lần lượt giữ các chức vụ giám đốc Sở Du lịch, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, tỉnh ủy viên khóa 15, khóa 14 tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Năm 1997, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được chia tách thành hai tỉnh là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Xuân Phúc được phân công công tác ở tỉnh Quảng Nam. Từ năm 1997 đến năm 2001, ông là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 17 và 18, phó chủ tịch, rồi phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, kiêm trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, kiêm chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. Năm 2001, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Giai đoạn năm 2004 đến năm 2006, ông tiếp tục là cương vị phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam khóa 19, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bí thư ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7. Tháng 3 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, tương đương cấp Thứ trưởng bây giờ. Tháng 6 năm 2006, ông được điều động sang giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ. Đến tháng 8 năm 2007, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc được tái cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 và được bầu vào Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3 tháng 8 năm 2011, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam. Thời kỳ 2011-2016, ông giữ vai trò là Phó Thủ tướng Thường trực, xử lý trực tiếp các nhiệm vụ trọng trách của Chính phủ cùng với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Năm 2015, tại hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử là một trong những ứng viên cho chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, kế nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngày 7 tháng 4 năm 2016, với số phiếu tán thành là 446, chiếm 90% đại biểu, ông Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ, kế nhiệm Nguyễn Tấn Dũng điều hành Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2016-2021. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đối mặt với nhiều sự kiện lớn của đất nước, bao gồm động lực phát triển kinh tế, xã hội, sự biến thiên tai, dịch bệnh và khó khăn chung của cả nước. Ngày 2 tháng 4 năm 2021, Quốc hội Việt Nam phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Thủ tướng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2021, ông được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó, 9 giờ sáng cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước, khiến ông trở thành Thủ tướng đầu tiên được bầu vào chức vụ Chủ tịch nước kể từ năm 1945 cho đến nay. Ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Chủ tịch nước đến ngày 17 tháng 1 năm 2023, khi Trung ương Đảng đã chấp thuận cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng của cá nhân kể từ ngày 17
tháng 3 năm 2021. Ngày 18 tháng 1 năm 2023, ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước. Sau đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, được phân công giữ chức vụ Chủ tịch nước. Ông Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước Việt Nam có nhiệm kỳ ngắn nhất từ trước đến nay. Trước khi ông từ chức, ông vẫn đi chúc Tết các nguyên lãnh đạo và thăm gia đình các cố lãnh đạo Hội Phật giáo. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức được cho là do chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu để nhiều cán bộ sai phạm như hai Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh, ba Bộ trưởng là Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và Mai Tiến Dũng gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân. Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc và gia đình đang sinh sống tại Quảng Nam, Đà Nẵng sau khi ông từ chức nhiệm vụ Chủ tịch nước. Thỉnh thoảng, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn xuất hiện cùng với các thế hệ lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong các dịp quan trọng và lễ lớn của đất nước. Sau khi từ chức Chủ tịch nước, ông không tham gia vào bất kỳ một lĩnh vực chính trị mà không can thiệp vào chính trị nội bộ của Đảng và Nhà nước hiện tại.